Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc nón với cái họa tiết thổ cẩm bông hồng dành cho người lớn ha các bạn. Đây, nhìn cũng rất là xinh luôn các bạn ơi. Rồi mình đi vào nguyên liệu ha các bạn ha. Rồi nguyên liệu thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ba màu như vậy ha các bạn ha. Một màu để làm nền, màu làm hoa và một màu để làm lá ha. Và mình sẽ sử dụng kim móc ba dã tulip đầu 3-4 ha các bạn ha. Rồi mình đi vào chi tiết ha. Đối với cái nón này ha các bạn ha, thì các bạn sẽ đi tới cái hàng 10 thêm này giùm mình ha các bạn ha. Đó, sau khi các bạn đi xong cái hàng 10 thêm này ha, đây 10 x thêm ha các bạn và 8 lần như vậy ha. Thì tới cái hàng 15 này nè các bạn, thì các bạn sẽ móc theo mẫu ha. Đó. Và hàng tiếp theo ha, thì các bạn sẽ nối cái chỉ màu đỏ vào ha các bạn, và ở bắt đầu từ cái hàng này thì mình sẽ móc hoa vào ha. Đó. Ở trước tiên ha. Đó, sau khi đi cái hàng 10 thêm xong rồi nè ha các bạn. Đó. Đó. Thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là ba cái mũi x đỏ này ha. Đấy. 1 2 3. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi hết một cái hàng x trắng này ha các bạn ha. Đó, đối với cái hàng ít trắng này thì chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình thôi ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ chừa ở đây hai cái mũi này ha các bạn. Đó, hai cái mũi đầu này ha. Và các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 6 cái mũi ít đỏ này ha các bạn. Đây 1 2 3 4 5 và 6 cái mũi x đỏ ha các bạn. Đó. Rồi sau khi đi xong cái mũi x đỏ ha, thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha các bạn. Trắng ở đây. Và tiếp tục các bạn sẽ đi thêm cho mình là 7 cái mũi x trắng này ha. Đây 1 2 3 4 5 6 7. Tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là ba cái mũi x đỏ này ha các bạn. 1 2 3. Rồi tiếp tới các bạn sẽ đi tiếp cho mình một cái mũi x trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi V trắng ha các bạn. Trắng. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 11 cái mũi x trắng đây ha các bạn, và một cái mũi V trắng đó. Cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình ha các bạn, và cuối này thì mình sẽ còn là 5 cái mũi x trắng ở đây ha các bạn ha. Đó, tiếp tục thì các bạn cứ đi là 11 cái mũi x trắng thôi ha, và các bạn sẽ đi một cái mũi V trắng vào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi một cái mũi V trắng ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng giùm mình đây ha các bạn ha. Đó, toàn cái này mình sẽ đi về màu trắng không ha các bạn. Rồi ở cuối cái hàng này các bạn sẽ chừa cho mình một cái mũi ít trắng ở đây ha các bạn ha. Và tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi ít đỏ ở đây ha các bạn. Đây. 1 2. Rồi tiếp tới hai các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi x trắng ha các bạn. 1 2 3. Rồi tiếp tới sẽ là 5 cái mũi x đỏ ha các bạn. 1 2 3 4 5. Và tiếp tới sẽ là 4 cái mũi x trắng ha. 1 2 3 4. Và tiếp tới sẽ là 6 cái mũi x đỏ ha các bạn. 1 2 3 4 5 6
Và sau đó thì các bạn sẽ đi hết những cái mũi còn lại, thì các bạn sẽ đi hết màu trắng này giùm mình ha. Đó, cái việc các bạn cứ đi ít trắng và các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo các bạn cũng chừa cho mình một cái mũi ít trắng cuối cùng này ha các bạn ha. Và tiếp tục hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi ít đỏ ha. Đây, 1 2. Và sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đỏ ha. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2. Và tiếp tới sẽ là năm cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3 4 5. Và tiếp tới ha, cái chân tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi ít đỏ chung chân với cái mũi ít trắng này ha các bạn ha. Đó, chung chân với mũi ít trắng. Và tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi ít trắng ha. 1 2 3. Tiếp tới sẽ là 6 cái mũi ít đỏ ha các bạn. 1 2 3 4 5 6. Tiếp tới sẽ là 3 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3. Và sau đó các bạn sẽ làm cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha. Đó, và tiếp tục như vậy thì các bạn sẽ đi tiếp là 12 cái mũi ít trắng và một cái mũi V trắng ha các bạn. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng luôn ha các bạn ha. Đó, màu trắng này và các bạn sẽ làm hết hàng ha. 12 ít trắng và một mũi V trắng ha các bạn. Rồi các bạn cứ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn cũng sẽ chừa cho mình một cái mũi ít trắng ha. Thì cái mũi ít trắng này nó sẽ rơi vào là cái mũi thêm cuối cùng ha các bạn. Thì cái hàng tiếp theo ha các bạn sẽ đi ở đây là một cái mũi ít trắng ha. Đây ha các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình một cái mũi ít đỏ chung chân ha các bạn ha. Đây, ít đỏ chung chân. Và sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là ba cái mũi ít đỏ nữa ha. Đây, 1 2 3. Và tiếp tới thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đỏ ha các bạn. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là năm cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3 4 5. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đỏ ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là năm cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3 4 5. Và sau đó ha, những cái mũi còn lại thì các bạn sẽ đi hết cái mũi ít trắng này giùm mình ha các bạn ha. Đó, đối với ít trắng này thì chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi ha. Đó, mình sẽ không thêm. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo thì các bạn sẽ chừa cho mình là ba cái mũi ít trắng cuối này ha các bạn ha. Và các bạn sẽ đi tiếp cho mình ha. Là một cái mũi ít đỏ ha các bạn ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là năm cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3 4 5. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đỏ ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi V đỏ ha các bạn. V đỏ. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha.
Và tiếp tới sẽ là bốn cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3 4. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đỏ. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V đỏ ở đây ha các bạn. Và tiếp tục sẽ là một cái mũi ít đỏ ở đây ha. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 12 cái mũi ít trắng ha các bạn. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Và sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi V trắng ở đây ha các bạn ha. Đó, tại hồi nãy mình có một cái mũi ít đỏ ở trong này nữa là 13 mũi đó ha các bạn, và một cái mũi V trắng ha. Và tiếp tục thì các bạn sẽ đi tiếp là 13 cái mũi ít trắng và một cái mũi V trắng ha. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái vòng này tới ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo thì các bạn sẽ chừa cho mình một cái mũi ít trắng ở cuối hàng đây ha các bạn ha. Rồi sau đó ha các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi ít đỏ ha. 1 2. Rồi tiếp tới ha các bạn sẽ đi cho mình là một cái mũi ít trắng. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đỏ ha. Sau đó sẽ là ba cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít ít đỏ ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đỏ ha. Và tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít trắng. 1 2 3. Và tiếp tới nữa sẽ là ba cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đỏ. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Và tiếp tới sẽ là sáu cái mũi ít đỏ các bạn. 1 2 3 4 5 và 6. Rồi, những cái mũi còn lại thì các bạn sẽ đi cho mình ít trắng ha các bạn. Đó. Chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi và các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thấy ha. Rồi hàng tiếp theo thì các bạn sẽ chừa cho mình hai cái mũi ít trắng ở đây ha các bạn ha, cuối dòng ha. Ở cấp tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình là một cái mũi ít đỏ. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đỏ. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đỏ. Tiếp tới là một cái mũi ít trắng. Rồi, tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đỏ. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Đó, các bạn sẽ đi 4 lần như vậy ha các bạn ha. Và tiếp tới thì các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi ít đỏ này ha các bạn. 1 2 3. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đỏ ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là một cái mũi V trắng ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là bốn cái mũi ít đỏ ha các bạn. 1
2, 3, 4. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi x trắng ha. 1, 2. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi x đỏ ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi x trắng. Và tiếp tới sẽ là bốn cái mũi x đỏ ha. 1, 2, 3, 4. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi V đỏ ha các bạn. Đây, V đỏ. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình hai cái mũi x đỏ, x này ha các bạn. 1, 2. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 12 cái mũi x trắng này ha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha. Hồi nãy trước đây có hai cái mũi x đỏ này các bạn, với 12 cái mũi x trắng thì sẽ là 14 mũi ha, và đây một mũi V ha. Và tiếp tục thì các bạn sẽ đi tiếp là 14 cái mũi x trắng ha các bạn, và một cái mũi V. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng thôi ha. Rồi hàng tiếp theo các bạn cũng chừa cho mình một cái mũi cuối này ha các bạn. Cái mũi cuối này thì trúng vào cái mũi V ha. Cho nên cái mũi cuối này thì các bạn sẽ đi cho mình là một cái mũi x trắng ở đây ha các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi x đỏ chung chân với cái mũi x trắng luôn ha các bạn. Đây ha. Rồi tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình là một cái mũi x trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi x đỏ ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi x trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi x đỏ ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi x trắng. Tiếp tới sẽ là một cái mũi x đỏ. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi x trắng. Rồi tiếp tới sẽ là ba cái mũi x đỏ ha các bạn. Đây, 1, 2, 3. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi x trắng ha. 1, 2. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi x đỏ. Và tiếp tới sẽ là bốn cái mũi x trắng ha các bạn. 1, 2, 3, 4. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi x đỏ ha. 1, 2. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi x trắng ha. 1, 2. Rồi tiếp tới sẽ là ba cái mũi x đỏ ha. 1, 2, 3. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi x trắng ha. Và tiếp tới sẽ là tám cái mũi x đỏ ha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó thì các bạn sẽ những cái mũi còn lại các bạn sẽ đi cho mình mũi x trắng này ha các bạn ha. Đó, đối với cái x trắng này thì chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi ha, và các bạn sẽ đi hết vòng giùm mình ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi x đỏ ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi x trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai x đỏ. Tiếp tới sẽ là một x trắng. Rồi tiếp tới sẽ là một x đỏ. Và tiếp tới sẽ là sáu x trắng ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và tiếp tới sẽ là 4 x đỏ. 1, 2, 3,
4. Và tiếp tới sẽ là 3x trắng ha. 1 2 3. Và tiếp tới sẽ là 2x đỏ ha. 1 2. Tiếp tới sẽ là 2x trắng ha. 1 2. Và tiếp tới sẽ là 3x đỏ. 1 2 3. Và tiếp tới sẽ là 1x trắng. Và tiếp tới sẽ là 8x đỏ ha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi sau đó thì các bạn sẽ, những cái mũi còn lại sẽ các bạn sẽ đi cho mình ít trắng và các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha các bạn ha. Đó. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đỏ đây ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Tiếp tới sẽ là 2x đỏ. Và tiếp tới sẽ là 2x trắng. 1 2. Và tiếp tới sẽ là 8x đỏ ha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Và tiếp tới sẽ là 2x trắng. 1 2. Tiếp tới sẽ là 3x đỏ. 1 2 3. Và tiếp tới sẽ là 1x trắng. Và tiếp tới sẽ là 1x đỏ. Tiếp tới sẽ là 2x trắng. Và tiếp tới sẽ là 3x đỏ. 1 2 3. Và tiếp tới sẽ là 1x trắng. Và tiếp tới sẽ là 8x đỏ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Rồi còn những cái mũi còn lại thì mình sẽ đi ít trắng và đi cho tới hết hàng thôi ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đỏ ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đỏ ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là 5 cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3 4 5. Và tiếp tới sẽ là 3 cái mũi ít trắng. 1 2 3. Và tiếp tới sẽ là 3 cái mũi ít đỏ. 1 2 3. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đỏ ha. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng. 1. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đỏ. 1 2. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít. Rồi tiếp tới sẽ là 2x trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là 5x đỏ ha. 1
2 3 4 5. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi hết hàng ít trắng cho mình ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng cho mình thôi. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3. Rồi tiếp tới sẽ là một ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là 3 ít đỏ. 1 2 3. Và tiếp tới sẽ là 6 ít trắng ha. 1 2 3 4 5 6. Tiếp tới sẽ là 4 ít đỏ. 1 2 3 4. Rồi tiếp tới sẽ là 1 ít trắng. Tiếp tới sẽ là 1 ít đỏ. Và tiếp tới sẽ là 1 ít trắng. Và tiếp tới sẽ là 2 ít đỏ. Và tiếp tới sẽ là 1 ít trắng. 1 ít đỏ. Tiếp tới sẽ là 2 ít trắng. Và tiếp tới sẽ là 4 ít đỏ. 1 2 3 4. Và sau đó thì các bạn sẽ đi hết cái mũi ít trắng giùm mình ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình một cái mũi ít trắng vào ngay cái chân của cái mũi ít đỏ này ha. Đây. Và sau đó các bạn sẽ đi tiếp cho mình là ba cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng. Và tiếp tới sẽ là 11 cái mũi ít đỏ ha các bạn. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đỏ ha các bạn. Đây, 1 2 3. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đỏ. 1 2. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đỏ ha. Rồi những mũi còn lại thì mình sẽ đi toàn bộ ít trắng ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Đây. Hàng tiếp theo này mình sẽ dừng ở ngay cái mũi ở đây ha các bạn ha. Và tiếp tục ha các bạn sẽ đếm vào đi tiếp 5 cái mũi ít trắng giùm mình ha các bạn ha. Đây. Mình sẽ bắt đầu đi ha. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4. 5. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 9 cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Và sau đó thì các bạn sẽ đi một cái mũi ít trắng ha. Tiếp tới sẽ là 4 cái mũi ít đỏ ha.
1 2 3 4. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng nha các bạn. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đỏ. 1 2. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Và tiếp tới sẽ là bốn cái mũi ít đỏ. 1 2 3 4. Và sau đó thì các bạn sẽ đi những cái mũi ít trắng giùm mình ha các bạn ha. Đó, và sau đó các bạn sẽ đi hết ít trắng cho tới hết cái dòng thôi ha. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi giùm mình ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ chừa cho mình là ba cái mũi ít trắng như vậy ha các bạn. Đây ha, ba cái mũi ít trắng ha. Đó, và tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi ít đỏ ở đây ha. Đây. 1 2 3. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là bốn cái mũi ít trắng ha. Đây. 1 2 3 4. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là bốn cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3 4. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Tiếp tới sẽ là 6 cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3 4 5 6. Tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp hai cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2. Và sau đó các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 5 cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3 4 5. Rồi còn những cái mũi còn lại thì các bạn sẽ đi cho mình ít trắng và các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình ha các bạn ha. Đó. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ chừa cho mình một cái mũi ít trắng cuối cùng ở đây ha các bạn ha. Rồi các bạn sẽ đi tiếp cho mình ha là ba cái mũi ít đỏ ha các bạn. Đây, 1 2 3. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp hai cái mũi ít trắng. 1 2. Sau đó các bạn sẽ đi tiếp cho mình là ba cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3. Rồi tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là bảy cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là một cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Và tiếp tới sẽ là 8 cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Và sau đó thì tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là những cái mũi ít trắng này ha các bạn. Đó, các bạn sẽ đi cho tới hết hàng luôn ha. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi cái mũi ít trắng hết hàng giùm mình ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 5 cái mũi ít đỏ ha. Đây. 1 2 3 4 5. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là hai cái mũi ít trắng ha. 1
2. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 10 cái mũi ít đỏ ha các bạn ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là 9 cái mũi ít đỏ ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi còn những cái mũi còn lại thì các bạn sẽ đi giùm mình ít trắng ha các bạn ha, và các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, các bạn sẽ đi cho mình là 8 cái mũi ít đỏ ha các bạn. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 3 cái mũi ít trắng ha. Đây 1 2 3. Và sau đó các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 3 cái mũi ít đỏ. 1 2 3. Tiếp tới sẽ là 2 cái mũi ít trắng ha. 1 2. Và tiếp tới sẽ là 11 cái mũi ít đỏ ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11. Rồi còn lại những cái mũi còn lại thì các bạn sẽ đi cho mình cái mũi ít trắng hết hàng luôn ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng cho mình thôi. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, thì các bạn sẽ chừa cho mình là 6 cái mũi ít trắng ha các bạn. Đây 1 2 3 4 5 và 6 cái mũi ít trắng ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ dùng chỉ màu xanh lá ha, và mình sẽ nối vào ha các bạn ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là 4 cái mũi ít xanh lá này ha các bạn. Đây 1 2 3 4. Và sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 2 cái mũi ít trắng ha. 1 2. Rồi tiếp tới ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 13 cái mũi ít đỏ ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Tới đây thì các bạn có thể là cắt cái chỉ ít xanh này được rồi ha các bạn ha. Bởi vì cái hàng này á, mình sẽ không có sử dụng cái mũi cái sợi xanh lá nữa ha các bạn. Qua tới cái hàng sau mình mới sử dụng tiếp ha. Cho nên các bạn có thể cắt và giấu ở phía trong ha. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là 13 cái mũi ít đỏ nữa ha các bạn ha. Đây 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 và 13 ha các bạn. Và còn những cái mũi còn lại thì các bạn sẽ đi hết cái màu ít trắng giùm mình đây ha. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng thôi. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi vào đây nè. Đó, ngay chỗ cái mũi ít xanh này các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ở đây ha. Và sau đó thì mình sẽ nối chỉ xanh vào tiếp ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi ít xanh ha. Đây 1 2. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít xanh ha. Tiếp tới thì các bạn sẽ đi cho mình là 4 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Đây 1 2 3 4. Và sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 9 cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, và các bạn cũng có thể cắt cái sợi và chỉ màu xanh này được rồi ha các bạn ha. Và tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình là một cái mũi ít trắng ở đây ha các bạn. Và tiếp tới ha sẽ là 10 cái mũi ít đỏ ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Là những cái mũi còn lại thì các bạn sẽ đi cho mình mũi ít trắng ha các bạn ha. Đó. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi ít trắng hết hàng giùm mình ha. Đó, còn những cái chỗ mà mình giấu mối nó chưa được kỹ thì các bạn sẽ dùng kéo và mình sẽ cắt đi thôi ha các bạn ha. Đó. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ngay chỗ cái chân ít xanh này ha các bạn. Đây ha. Đó. Và sau đó thì các bạn sẽ nối cái chỉ màu xanh vào giùm mình ha. Và tiếp tục cái hàng này thì mình sẽ móc cái vành nón ha các bạn. Các bạn sẽ đi cho mình là 3 cái mũi ít xanh ha. Đây 1 2 3. Rồi tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít xanh, mà ít xanh này nó sẽ chung chân với cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Đây đi chung chân ha. Chung chân với mũi ít trắng. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình một cái mũi ít xanh ở đây ha các bạn. Đó. Rồi tiếp tới ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình là hai cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi V trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít trắng ha. 1 2 3. Rồi tiếp tới thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V màu đỏ ở đây ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít màu trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái ít màu hồng ha. À xin lỗi, một cái ít màu đỏ ở đây ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái V màu đỏ ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái X đỏ ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái X trắng ha các bạn.
1 này, 2. Rồi sau đó sẽ là một cái V trắng ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái X trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là hai cái X đỏ ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái V đỏ ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là ba cái X đỏ ha. 1 2 3. Rồi tiếp tới thì các bạn sẽ đi cho mình là một cái mũi X đỏ ở đây ha các bạn. Và tiếp tới các bạn sẽ đi chung chân một cái mũi X trắng ha, chung chân với cái mũi X đỏ này ha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ cắt cái sợi chỉ màu xanh này đi ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi là ba cái mũi X màu trắng này ha các bạn. 1 2 3. Đó, ba cái mũi X màu trắng này thì các bạn sẽ đi cho mình là một cái mũi V màu trắng ha. Đó. Rồi tiếp tục sẽ là ba cái X trắng sẽ tới một cái V trắng ha các bạn. 1 2 3. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái V trắng ha. Đó. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình luôn ha các bạn ha. Đó, các bạn sẽ đi hết hàng ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ nối X xanh vào cho mình ha. Và các bạn sẽ đi cho mình là 10 cái mũi X xanh này ha các bạn. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi X trắng ha các bạn ha. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình hai cái mũi X xanh ha. Một, hai. Và tiếp tới sẽ là 8 cái mũi X trắng ha các bạn. Một, 2 3 4 5 6 7 8. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi X đỏ ha. 1 2. Ở đây thì mình cắt cái sợi dây chỉ màu xanh lá cây này được rồi ha các bạn. Và tiếp tới thì các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi X trắng ha. 1 2 3. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 6 X đỏ ha. 1 2 3 4 5 6. Và sau đó thì mình sẽ đi tiếp X trắng ha các bạn ha. Đó, những cái chân còn lại thì các bạn sẽ đi X trắng và cho đi cho tới hết dòng thôi ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết dòng giùm mình ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là ba cái mũi X trắng ha. Đây, mình sẽ đi vào cái mũi X xanh này nè các bạn. Ba mũi X trắng ha các bạn. Đây, 1 2 3. Và sau đó thì mình sẽ nối chỉ xanh vào ha các bạn ha. Và sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 5 cái mũi X xanh này ha. 1 2 3 4 5. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 6 cái mũi X trắng ha các bạn. 1
4 5 6. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi x xanh ha. Và tiếp tục sẽ là 10 cái mũi x trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 5 cái mũi x đỏ ha. Đây, 1 2 3 4 5. Tiếp tục sẽ tới 2 cái mũi x trắng ha các bạn. 1 2. Và tiếp tục sẽ là 5 cái mũi x xanh ha. 1 2 3 4 5. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi hết cái mũi x trắng này giùm mình ha các bạn ha. Đó, các bạn đi vài mũi x trắng thì các bạn cũng có thể là cắt được cái chỉ x xanh đó rồi ha. Đó, để cho nó khỏi cộm cái nón, với lại nó sẽ làm nặng cái nón ha các bạn. Đó. Đó, và sau đó thì các bạn sẽ đi hết cái chỉ màu trắng thôi ha. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng thôi. Ở đây thì mình sẽ cắt chỉ màu xanh cho nó nhẹ cái nón ha các bạn. Đó. Cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng x trắng này giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn sẽ đi cho mình là 7 cái x trắng này các bạn ha. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7. Rồi sau đó thì mình sẽ nối cái xanh và màu ha các bạn ha. Và sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là một cái x xanh ha. Và tiếp tới sẽ là một cái x trắng. Và tiếp tới sẽ là một cái x xanh. Và tiếp tới sẽ là hai cái x trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là hai cái x xanh nè. Rồi tiếp tới thì các bạn sẽ đi cho mình là 7 cái x trắng ha các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là 4 cái x đỏ này ha. 1 2 3 4. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 3 cái x trắng ha các bạn ha. 1 2 3. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 7 cái x xanh ha. 1 2 3 4 5 6 7.
À, tới đây thì cái dây chỉ màu đỏ này mình sẽ không sử dụng nữa ha các bạn, mà mình sẽ xong cái hoa rồi, cho nên các bạn sẽ cắt đi ha, và mình sẽ chừa lại cái màu xanh lá cây ha các bạn. Đó, và cứ như vậy thì tiếp tục thì các bạn sẽ đi cho mình cái chỉ màu trắng này ha các bạn ha. Đó, cứ như đó các bạn sẽ đi hết cái chỉ màu trắng này cho tới hết hàng thôi ha các bạn. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo các bạn sẽ chừa cho mình một cái mũi ít trắng ở đây ha các bạn ha. Và sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là bốn cái mũi ít xanh ra vào đây ha các bạn. Đây 1 2 3 4. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình hai mũi ít trắng ha. 1 2. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là năm cái mũi ít xanh ha. 1 2 3 4 5. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít xanh ha. Tiếp tới thì các bạn sẽ đi cho mình là 8 cái mũi ít trắng ha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi ít xanh ha các bạn. 1 2 3. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi ít trắng ha. 1 2. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là ba cái mũi ít xanh. 1 2 3. Rồi còn những cái mũi còn lại thì các bạn sẽ đi hết cái màu ít trắng giùm mình ha. Đây. Đó, ít trắng này thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi. Rồi hàng tiếp theo hai các bạn ha, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ chừa cho mình một cái mũi ít trắng cuối cùng ở đây ha. Và tiếp tục thì các bạn sẽ đi cho mình là 6 cái mũi ít xanh ha. 1 2 3 4 5 6. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ đi cho mình là một cái mũi ít trắng ha. Và một cái ít xanh chung chân với cái ít trắng này luôn ha các bạn. Đây, chung chân với cái mũi ít trắng. Đó, mình thêm ở ngay chỗ cái vành nón này ha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là hai cái mũi ít xanh ha. Đây, 1 2. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít xanh ha. 1 2 3. Tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình một cái V trắng ở đây ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Và tiếp tới sẽ là năm cái mũi ít xanh ha các bạn. 1 2 3 4 5. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha. V trắng. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới thì các bạn sẽ đi cho mình 5 cái mũi ít xanh ha. 1 2 3 4 5. Và tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Ít trắng ở đây. Rồi sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi ít xanh ha, chung chân với cái mũi ít trắng ha các bạn. Đây, chung chân với cái mũi ít trắng. Tiếp tục thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là hai cái mũi ít xanh đây ha các bạn. Đây, 1 2. À, xin lỗi các bạn, ở đây các bạn sẽ đi cho mình là tới 4 cái mũi ít xanh ha các bạn ha. Đây đi 1 2 nè. Tiếp tục các bạn sẽ đi là 3
bốn cái mũi xanh ha các bạn. Đây, rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là hai cái mũi trắng nữa ha. Và sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây. Đó. Và tiếp tục các bạn cứ đi là 6 cái mũi X trắng ha các bạn. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là một cái mũi V trắng ha. Đó. Đó, hàng này giống như là hàng 6 thêm vậy đó ha các bạn. Đó, cứ 6 mũi X trắng thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng cho mình luôn ha. Rồi hàng tiếp theo các bạn sẽ chừa cho mình là hai cái mũi X trắng cuối cùng này ha các bạn ha. Rồi các bạn sẽ đi tiếp cho mình ha là 5 cái mũi X xanh ha các bạn. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi X trắng ha. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi X xanh ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi X trắng ha. Tiếp tới sẽ là bốn cái mũi X xanh ha. 1, 2, 3, 4. Tiếp tới sẽ là một cái mũi X trắng ha các bạn. Và tiếp tới là ba cái mũi X xanh. 1, 2, tiếp tới sẽ là ba cái mũi X trắng ha. 1, 2, 3. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi X xanh. Một cái mũi X trắng ha. Và hai cái mũi X xanh. Tiếp tới sẽ là ba cái mũi X trắng ha. 1, 2, 3. Tiếp tới sẽ là 5 cái mũi X xanh. 1, 2, 3, 4, 5. Và tiếp tới sẽ là 1 cái mũi X trắng ha. Và 4 cái mũi X xanh ha các bạn. 1, 2, 3, 4. Rồi, còn những cái mũi còn lại thì các bạn sẽ đi hết màu trắng giùm mình ha các bạn ha. Đó, các bạn sẽ đi X trắng hết hàng. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Đó. Rồi, hàng tiếp theo ha các bạn cũng chừa cho mình một cái mũi X trắng cuối cùng này ha các bạn ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 5 cái mũi X xanh ha. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một mũi X trắng. Rồi tiếp tới sẽ là 3 X xanh. Đây, 1, 2. Và tiếp tới thì các bạn sẽ đi một cái mũi X trắng ở đây ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là bốn cái mũi X xanh ha. 1, 2, 3, 4. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi X trắng ha. Và tiếp tới sẽ là bốn cái mũi X xanh. 1, 2, 3, 4. Tiếp tới sẽ là ba cái mũi X trắng ha các bạn. 1, 2, 3. Tiếp tới sẽ là ba cái mũi X xanh. 1, 2, 3. Và một cái mũi X trắng ha các bạn. Rồi hai cái mũi X xanh. Rồi,
tiếp tới sẽ là hai cái mũi x trắng. 1 2. Tiếp tới sẽ là bốn cái mũi x xanh ha các bạn. 1 2 3 4. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi x trắng. Và ba cái mũi x xanh ha các bạn. 1 2 3. Rồi còn những cái mũi còn lại thì các bạn sẽ đi x trắng hết hàng giùm mình ha. Rồi hàng tiếp theo các bạn cũng chừa cho mình một cái mũi x trắng ở cuối dòng ha các bạn ha. Và sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là 9 cái mũi x xanh này ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và sau đó các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 2 cái mũi x trắng ha. 1, 2. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 5 cái mũi x xanh ha. 1, 2, 3, 4, 5. Và sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi x trắng ha. Và tiếp tới sẽ là ba cái mũi x xanh ha. 1, 2, 3. Và tiếp tới sẽ là bốn cái mũi x trắng ha các bạn. 1, 2, 3, 4. Tiếp tới sẽ là 7 cái mũi x xanh ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 2 cái mũi x trắng ha. 1, 2. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 6 cái mũi x xanh ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, những cái mũi còn lại thì các bạn sẽ đi hết cái mũi x trắng này cho tới hết hàng giùm mình luôn ha các bạn ha. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng thôi. Hàng tiếp theo ha các bạn ha, hàng tiếp theo thì các bạn cũng chừa cho mình một cái mũi x trắng ở đây ha. Rồi sau đó tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là bốn cái mũi x xanh ha các bạn. 1 2 3 4. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi x trắng ở đây ha. Và tiếp tới ha sẽ là bốn cái mũi x xanh nữa ha các bạn. Đây. 1 2 3 4. Và tiếp tới sẽ là bốn cái mũi x trắng ha các bạn. 1 2 3 4. Và tiếp tới sẽ là ba cái mũi x xanh ha. 1 2 3. Xin lỗi các bạn, bốn cái mũi x xanh ha các bạn. 4. Tiếp tới sẽ là một cái mũi x trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là ba cái mũi x xanh ha. 1 2 3. Rồi tiếp tới sẽ là năm cái mũi x trắng ha các bạn ha. Sẽ là hai cái mũi x xanh ha các bạn. 1 2. Tiếp tới sẽ là một cái mũi x trắng ha. Và ba cái mũi x xanh ha các bạn. 1 2 3
tiếp tới sẽ là 4 cái mũi ít trắng. Một, hai, ba, bốn. Và tiếp tới sẽ là 4 cái mũi ít xanh ha. Một, hai, ba và bốn. Còn những cái mũi còn lại thì các bạn sẽ đi hết cái mũi ít trắng giùm mình ha các bạn ha. Đó, cứ ít trắng các bạn sẽ đi hết hàng thôi. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi ít xanh ở đây ha các bạn. Đây, một, hai cái mũi ít xanh ha. Nó thẳng hàng nha các bạn, hai cái mũi ít xanh. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Hai cái mũi ít trắng và tiếp tới sẽ là 4 ít xanh. 1 2 3 4. Rồi tiếp tới sẽ là 1 ít trắng ha các bạn. 1 ít trắng và tiếp tới sẽ là 1 cái V trắng ở đây ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là 4 ít trắng ha. 1 2 3 4 và tiếp tới sẽ là 3 ít xanh. 1 2 3 tiếp tới sẽ là 1 ít trắng. Một ít xanh nha các bạn. Và một cái ít xanh ở đây. Rồi sau đó các bạn sẽ đi chung chân một mũi ít trắng ở đây ha các bạn. Đây ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 6 cái mũi ít trắng ha. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 mũi ít trắng nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình hai cái mũi ít xanh ha. Và tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V xanh ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là 3 cái mũi ít xanh ha các bạn. 1 2 3. Tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp là 5 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình hai cái mũi ít xanh ở đây ha. 1 2. Rồi sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi ít trắng chung chân với cái mũi ít xanh này ha các bạn ha. Đó, chung chân với cái mũi ít xanh. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp là 9 cái mũi ít trắng, một cái mũi V trắng. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình luôn ha các bạn ha. Đó, 9 mũi ít và mình sẽ đi một cái mũi V ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng thôi. Rồi hàng tiếp theo thì các bạn sẽ chừa cho mình một cái mũi ít trắng cuối cùng ở đây ha các bạn ha. Và mình sẽ đi vào đây ha. Đây các bạn sẽ đi tiếp cho mình là hai cái mũi ít xanh ha. 1 2 và tiếp tục sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tục sẽ là 4 cái mũi ít xanh ha. 1 2 3 4. Tiếp tới sẽ là 10 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và tiếp tới sẽ là 4 cái mũi ít xanh ha các bạn. 1 2 3
Và tiếp tới sẽ là 12 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 5 cái mũi ít xanh này ha. 1 2 3 4 5. Và tiếp tục sẽ là 5 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít xanh. Và những cái mũi còn lại thì các bạn sẽ đi hết ít trắng như mình ha các bạn ha. Ít trắng này các bạn sẽ đi hết hàng luôn. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo các bạn cũng chừa cho mình một cái mũi ít trắng ở đây ha. Và sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 6 cái mũi ít xanh này ha. Đây 1 2 3 4 5 6. Và sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 13 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình 2 cái mũi ít xanh ở đây ha. 1 2. Rồi còn những cái chân còn lại thì các bạn sẽ đi hết ít trắng giùm mình thôi các bạn ha. Đó, ít trắng và các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi. Sau khi đi xong cái hàng này xong ha, các bạn sẽ móc viền giùm mình ha các bạn ha. Thì các bạn sẽ đi một cái mũi trượt để kết mũi ha, và sau đó thì các bạn sẽ lên cho mình hai bính ha. Và sau đó các bạn sẽ đi cho mình là hai mũi kép chung chân ha các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ cắt hai chân ha, và các bạn sẽ kết xuống bằng một cái mũi trượt. Đó, và tiếp tục các bạn sẽ lên tiếp hai bính và tiếp tục đi hai mũi kép chung chân. Sau đó các bạn sẽ cắt hai chân ha, và mình sẽ kết xuống bằng một cái mũi trượt. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng cho mình thấy ha các bạn ha. Các bạn ơi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn là một cái chiếc nón với cái họa tiết thổ cẩm bông hồng như vậy ha các bạn ha. Và chúc các bạn thành công ha. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like ha, và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất, cũng như là ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video ha.